Lê Lợi là một trong vài tuyến đường sầm uất hàng đầu của thành phố, nằm ngay trung tâm quận 1. Theo kế hoạch, trục đường này là một trong 22 tuyến dự kiến được tổ chức phố đi bộ ở trung tâm thành phố trong khoảng 3 năm tới. Theo đề án tổ chức các tuyến phố đi bộ khu vực trung tâm thành phố vừa được Sở Giao thông Vận tải trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, phê duyệt. Các tuyến đi bộ thực hiện vào các ngày cuối tuần, được xây dựng theo lộ trình 3 giai đoạn. Từ nay đến năm 2024, mở rộng phạm vi phố đi bộ vào ngày cuối tuần trên các trục đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Công trình Lam Sơn và một vài tuyến đường khác. Giai đoạn 2024 đến 2025 sẽ mở rộng phạm vi thực hiện trên các tuyến đường Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Thi Sách và Thái Văn Lung.